Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì em test cái con đẩy GT400R theo yêu cầu của các bác trước khi đóng gói hàng gửi đi, đúng không ạ? Đây, chào các bác đây nhá. Con này thì em test em mới nhận ra được một cái điểm đặc biệt. Đó. Con này test em mới nhận ra được một cái điểm đặc biệt. Là như thế nào? Con này 400W HM nó khỏe ngang với các con đẩy mà tầm 600W các bác ạ. Thật ra mã 400 này chắc có khi không phải mã của nó. Nhưng mà thực tế là đếm sò nó chỉ tầm 400W thôi, 400-450W thôi. Nhưng nó bá đạo một cái đó là các bác nhìn nhá. Có cái HZ này, nó có chế độ đánh là non pass tức là siêu trầm này, P pass tức là nhà gốc này. Đấy, còn 2 pass tức là cắt hết pass, nó chỉ đánh tép thôi. Bá đạo không? Đấy. Ở đây chế độ đánh là sell này, Palanever, Nail và Pride này, đánh chập cầu này, dồn kênh các kiểu này. Ở đây là độ nhạy tín hiệu đầu vào, em đang để là 0.775V. Đó. Đầu vào thì các bác cắm cửa XNR, cắm cửa XNR cho em. Đây là dây nguồn này, quạt gió này, đây, cầu ra noa này đang đấu tạ. Nhá, cầu ra noa đang đấu theo cậu đấu tạ. Nên là các bác nào mà chơi cái con này mà trong gia đình thì có loại bát 30-40 đánh tức mừng luôn. Đây em đang câu tín hiệu từ điện thoại ra này, nó hơi bé nhá, đáng nghĩa là phải cắm vào vang cơ hoặc vang số cơ, hoặc là nâng tiếng cơ thì tiếng lại to hơn nữa, nhưng mà là người đấy, có cái là cứ test luôn cho nó hoành tráng. Đang test thử tạm này rồi thì bây giờ sẽ test thử nhạc các bác nhá. Sau đó này mở nắp máy ra cho các bác xem. Thế thử nhạc kênh A đang đánh là một chiếc hỏa tiễn nhá. Còn kênh B đang đánh tạm cái súp. Và cái hỏa tiễn trong kia thì em lại tháo cái tiếp ra thì bán cho khách rồi. Đây. Đánh nhức người luôn các bạn ạ, không chuyện đùa đâu, đánh rất là ghê. Bây giờ mà ví dụ mà có cái nâng tiếng đây nó còn kêu to nữa cơ. Đây đang đánh trực tiếp. Đánh là chế độ là P-Pass nhá. Bây giờ sẽ chuyển sang chế độ là 2-Pass, tức là cắt pass lấy tép thôi, lấy nở rồi. Gạt cũng tăng lên này. Đấy, gạt cũng tăng lên, ok. Tiếp theo là chuyển sang cái chế độ đánh là non pass, tức là cắt lấy súp rồi. Đây nhá, con này là đang cả bass cả tép và nờ nhá. Có mới có nờ nhưng bây giờ gạt phát nó xuống súp luôn này. Gạt hai lần thôi là xuống súp về bi pass này. Non pass luôn này. Ok. Rất chất lượng luôn. Dùng luôn. Thank you.
chuyển về Pipad đi, đánh cả nơi cả bát cả tép. Thì bây giờ em sẽ mở máy ra để cho các bác xem nội thất ruột gan của cục đẩy mang thương hiệu là rẻ này mà xong nó chất thế nhỉ, với mức giá các bác đầu tư ra có 2.900.000 bạc nhưng chưa bao ship. Riêng hàng bãi thì em nói thật là chưa bao ship đâu, ship thì các bác cộng thêm 100-150 thôi hoặc 200 thôi. Các cái sản phẩm như là loa vang mic đẩy trầm nếu mà hàng bãi thì cộng vài trăm chuyện bình thường, với những mẫu đẩy thì chắc tầm 100-150 đổ về thôi, vang thì tỷ tầm 50-100, loa thì vài 300 hoặc vài 3 triệu, biết đâu được vài 3 triệu đây mở ngoặc nhé, loa siêu to ví dụ như con 728 hay là cái con xúc kép 50 thì là cước nó vài triệu đấy hàng bãi, ok không ạ? Sau này còn cộng thêm cước phí thu hộ nữa mà vài 30 triệu con xúc cũng không ít đâu. Ok bây giờ sẽ mở ra mời các bác cùng xem nha. Đây là sau khi tháo ra này các bác này đấy. Ok không ạ? Các bác nhìn các bác nhìn chúng điêu không? Đấy, nhưng mà rẻ thì thế thôi. Còn những cái loại mà tầm 3 triệu mấy 4 triệu hơn mà bên em bán ra ấy, nói thật các bác một câu như này, tiền nó đắt thì đồ nó phải chất, còn hàng rẻ thì nó chỉ thế thôi. Một phần cũng là tiền nào của đó, nhưng một phần của nó cũng có một cái độ chất của nó. Như em đánh giá được con này là thuộc dạng là tương đối ổn định rồi, với mức giá 2.900.000, chưa đến 3 triệu mà các bác đi mua các loại đẩy mới. Đẩy mới giờ công suất nó chỉ 350W, 400W, giá nó cũng ngang con này, nhưng mà chưa chắc nó đã hay bằng này, chưa chắc nó chất bằng cái này. Này các bác nhá, đây máy đây, nguồn đây, đấy, công suất đây, sò có như vậy thôi, nhưng nó đánh nó đủ khỏe đủ chất nhá. Con này là đánh tải 8 ohm là vào 400W, nhưng 400W đủ, chứ không phải là 400W theo kiểu là 400W ghi cho có. 400W mà ghi cho có thì công suất em nói thật các bác đánh chắc chỉ tầm 300W, 350W. Làm sao nổi 400W đúng không ạ? Những cái con máy như thế thì các bác thôi tốt nhất không nên mua, những con máy hàng mới đừng có mua. Các bác mua hàng bãi, nhiều con nó còn chất hơn hàng mới. Hàng mới các bác phải mua hàng thương hiệu thì nó lại đắt tiền. Đấy, những con này thì thế thôi. Đây. Máy móc đây, nguồn nhiếc đây, sò công suất đây, quay cho các bác xem kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò. Đấy, máy 16 sò. 8 sò trên một kênh. Em cứ tính, thường thường em cứ tính là trung bình là 75W một con sò ấy, sò tô này. Đấy. Máy nào mà nó làm chất hơn thì tính hơn. Còn máy nào yếu mà linh kiện nguồn con này mà còn bé nữa thì chỉ tính là 50 thôi. Đấy. Ví dụ như con này mà 8 sò đúng không? Mà tính 50, 8, 5, 40 thì là 400W. Đấy. Ví dụ thế. Nhưng cái này là thật ra là gọi là 400W, 400W đủ. Nó khỏe hơn các loại gì thần điêu đại nhập cư một tí các bác ạ. Đó các bác xem rồi nha. Đấy, máy móc. Thì hàng về là được có rất nhiều. Hàng về nhiều lắm. Nhưng cái máy này thì về bên Việt Nam nó chỉ có mở ra xem xong đóng vào thôi. Và mở ra là toàn có phẩy qua bụi thôi, bên trong nhiều bụi lắm, phẩy qua bụi thôi, chưa vệ sinh kỹ. Nên là các bác lấy này em sẽ vệ sinh cho các bác thật là kỹ, sau đó là đóng gói hàng và gửi đi cho các bác trên toàn quốc. Đúng không ạ? Rồi, xin chân trọng kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Từ sáng giờ giới thiệu nhiều quá mất hết cái giọng rồi các bác ạ. Các bác mà thích thì bấm like ủng hộ kênh nhá. Sau nó có cái hàng gì hay giới thiệu review các bác đấy, mua đi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác.